Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ tư ngày mùng 6 tháng 11 năm 2019 Kính mời các bạn xem bản tin Chối tội buôn người Việt Nam đe báo chí Nhận chỉ trốn đi Nghệ An phủi trách nhiệm Vâng trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến sự kiện rất đau lòng Đó là 39 người Việt Nam đã chết trong chiếc container đông lạnh tại Anh Và cũng chính vì việc này mà hiện nay ở Việt Nam đang có nhiều nghi vấn Với sự tham gia tiếp tay của rất nhiều những cán bộ công an của Việt Nam để giúp cái đường dây này có thể chốt lọt vận hành trong thời gian vừa qua và cụ thể nhất đó là sự việc tại Nghệ An do ông giám đốc công an tỉnh Nghệ An uh, tiếp tục và trực tiếp phải chịu trách nhiệm về việc này và đây là hình ảnh các bạn có thể xem uh, hình ảnh của ông thiếu tướng Nguyễn Hữu cầu giám đốc công an tỉnh Nghệ An và ông ta đã thanh binh trong cái lần uh, cách đây một hôm về việc đây không phải là vụ buôn người ông ta nói như vậy Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu khẳng định, vụ 39 người thiệt mạng tại Anh trong đó có người Việt không phải là vụ buôn người mà theo pháp luật Việt Nam đây là vụ trốn ra nước ngoài và ở lại nước ngoài trái phép mà thôi. Rõ ràng những người này đi đến nước thứ hai, thứ ba để trốn sang Anh chứ không phải họ đi thẳng bị buôn từ Việt Nam đi nên về mặt pháp lý đây là hành vi tổ chức ra nước ngoài và ở lại nước ngoài trái phép, ông Cầu nói. Nhưng những thông tin mà thu thập được cho đến nay thì cho thấy công an Hà Tĩnh đã bắt hai nghi phạm trong khi tỉnh Nghệ An lân cận bắt 8 nghi phạm. Những người này bị tình nghi có dính líu đến hoạt động buôn người và danh tính của các phạm nhân chưa được nhà chức trách Việt Nam công bố. Và với giải thích này của ông Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thì hết sức mâu thuẫn với việc đánh giá quốc tế cũng như những xem xét những diễn biến công việc và diễn biến tự, uh, sự việc xảy ra trong thời gian vừa qua, đó là việc những cái người mà đi trên chuyến hành trình này rất dài, họ đi từ Việt Nam sang Trung Quốc, xong sang uh, một nước ở Đông Âu cũ và sau đó vào Châu Âu và cuối cùng vào Pháp và vào Anh và với mỗi hành trình như vậy thì họ đều trải qua những chặng đường dài và mỗi chặng đường như vậy đều có một băng đảng mafia băng đảng buôn người địa phương ở đó họ dẫn đường và tất nhiên để đi được những chuyến đi như vậy thì những cái người trên hành trình này đều phải trả rất nhiều tiền và đấy là hành động buôn người rất rõ ràng và không phải như ông giám đốc công an tỉnh Nghệ An đã nói là đây chỉ là hành động trốn đi. Vậy phải chăng việc tất khuất này uh, liên quan đến giám đốc công an tỉnh Nghệ An cũng như rất nhiều những cán bộ công an tại tỉnh này trong cái việc mà tiếp tay và thao túng cho việc uh, buôn người đang diễn ra tại Việt Nam từ trước đến nay. Còn chú chính phủ Anh thì đã và truyền thông quốc tế thì cho rằng vụ 39 người Việt Nam bị chết trong container đông lạnh là đại án buôn người và điều này rất rõ ràng trong những cái điều tra của họ và thời gian vừa qua mà chúng tôi cũng đã công bố. Vụ việc rất phức tạp và liên quan đến hàng trăm người bao gồm cả các hộ dân và quan chức, an ninh sân bay nội bài và các băng đảng mafia quốc tế và ngay cả lực lượng nổi dậy bán vũ trang ở nước ngoài cũng liên quan đến vì chính phủ Anh đã điều tra ra điều này và chính vì vậy mà có lẽ chính phủ Việt Nam đang muốn hạn chế không nên đưa tin quá sâu đối với báo chí trong nước. Và đây là thông tin mà chúng tôi có thể tiếp tục chia sẻ với các bạn. Vụ 39 người chết, Việt Nam không muốn báo chí làm nóng vấn đề. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên trang Facebook Thông tin chính phủ ngày 5 tháng 11 năm 2019 vừa qua đã đăng tải. Trang Facebook chính thức của chính phủ Việt Nam đăng bài sau 4 giờ chiều ngày 5 tháng 11 cho hay chiều nay hoặc sáng mai, đoàn công tác Việt Nam phối hợp với phía Anh sẽ công bố danh tính các nạn nhân trong vụ 39 người chết trong container ở Access, Anh. Và với phát ngôn như vậy của Thủ tướng Chính phủ thì rõ ràng à, rằng sẽ có những cái điều mà tất khuất à, không được báo chí trong nước điều tra một cách kỹ lưỡng. Và Thủ tướng, Bộ trưởng, à, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an Việt Nam cũng đang dường như khẩn trương tìm mọi cách để giải quyết cái khủng hoảng niềm tin quốc tế khi 39 công dân trẻ của Việt Nam đã bị chết một cách rất đau đớn và kinh hoàng như vậy tại Anh và đây là những thông tin tiếp theo đây là hình ảnh thứ trưởng ngoại giao Tô Anh Dũng ngày hôm nay vừa đặt uh, hoa tưởng niệm tại uh, nạn nhân uh, tại Anh cảnh sát Anh hôm 23 tháng 10 phát hiện thi thể của 39 người trong một container do xe tải kéo tại khu công nghiệp ở gần London các nạn nhân được cho là những di dân bất hợp pháp cố gắng đến Anh từ Bỉ. Hôm 1 tháng 11, cảnh sát Anh nói họ tin rằng các nạn nhân là công dân Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vụ việc trên kể trên là sự đau lòng gây bàng hoàng cho gia đình các nạn nhân, cho cộng đồng, từng trái tim người Việt theo trang Facebook của thông tin của chính phủ Việt Nam. Đến nay, công tác xác nhận danh tính đã diễn ra, Thủ tướng Phúc được trang này đã đăng tải với nội dung như vậy. Và với rõ ràng Việt Nam trong năm 2020 sẽ là ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và đồng thời giữ vai trò của chủ tịch ASEAN thì việc 39 công dân Việt Nam đã bị chết cứng trong container đông lạnh tại Anh, điều đó chứng tỏ rằng Việt Nam đang có một lỗ hổng rất lớn về điều hành và quản trị đất nước và người dân đã phải bỏ rất nhiều tiền và thậm chí cả bỏ mạng để họ ra đi như vậy và rất nhiều những thông tin mà chúng tôi điều tra được thì không phải chỉ có 39 xác người này nằm trong container tại Anh đã bị phát hiện trong thời gian vừa qua mà trước đó chắc chắn có rất nhiều người cũng đi những hành trình như vậy họ kể rằng uh, sẽ có rất nhiều người bị bỏ lại trong rừng vì quá yếu không đi nổi và tất nhiên những người đó thì sẽ bị chết đói và chết khát cũng như là không thể tìm được đường ra và họ trên dọc đường đi họ cũng chứng kiến rất nhiều ngôi mộ mới và trôn vội vàng uh, những cái người mà đi trong cùng đường dây của họ trước đó đã bị chết vì quá yếu hoặc là nhiều những cái vấn đề khác xảy ra và thủ tướng uh, nguyễn xuân phúc đã chỉ đạo điều tra làm rõ vụ việc cực kỳ nghiêm trọng này đây tất nhiên chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm mà thôi vì như các bạn cũng đã chứng kiến uh, trong những cái bản tin lần trước chúng tôi chia sẻ hành trình của những cái nhân chứng đi trong uh, cái việc vượt biên này thì họ thấy rằng rất nguy hiểm và nhiều người đã phải bỏ xác và mất mạng trong những khu rừng bạt ngàn nơi trời, trời Âu và chắc chắn sẽ họ vĩnh viễn không bao giờ tìm ra được những người như thế này vì sau khi họ được chôn cất một cách rất vội vàng và khỏa đất phẳng đi để gần như những cái băng đảng mà đưa người và buôn lậu người này phi tang chứng để không bị kết tội trước pháp luật và sau đó họ bỏ đi ngay. Và thông tin tiếp theo Chúng ta thấy đây là hình ảnh của thứ trưởng Tô Anh Dũng vừa làm việc với cơ quan chức năng của anh để thúc đẩy xác định danh tính nạn nhân. Vẫn theo thông tin chính phủ, vị thủ tướng cũng thay mặt chính phủ Việt Nam gửi lời chia buồn đến thân nhân, gia đình và các nạn nhân. Trang này cho biết thêm rằng ngay khi sự việc xảy ra, thủ tướng đã yêu cầu văn phòng chính phủ ban hành ý kiến chỉ đạo của thủ tướng, yêu cầu các cơ quan liên quan điều tra làm rõ các biện pháp cần thiết phối hợp với chức trách anh trong xử lý vụ việc. Nhưng theo lời khai của nhân chứng từ Nghệ An đã đi đường dây buôn người sang châu Âu cho biết, An ninh sân bay nội bài ở Hà Nội đã tiếp tay cho đoàn để có thể dễ dàng đi qua cửa khẩu mà không phải kiểm tra hộ chiếu. Thì đây là cái điều mà có lẽ Bộ Công an, cụ thể là ông Tô Lâm cần phải xem xét lại những cái hành trình này và của rất nhiều những cái đường dây đã từng đi qua những khu vực đó và ai đã tiếp tay cho những cái hành động tội ác và buôn người như vậy. Và những tai nạn mà chính phủ Việt Nam hoàn toàn có thể giúp người dân tránh được bằng một thể chế tốt đẹp hơn, nhưng họ vẫn chưa dám làm nên những cái chết sau này chắc chắn sẽ còn tiếp diễn bởi vì người dân vẫn tiếp tục lũ lượt ra đi để tìm một cuộc sống mới. Và đây là hình ảnh của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thiên Dũng trong buổi họp báo chí ngày 5 tháng 11 năm 2019 vừa qua. Cùng ngày 5 tháng 11, tại một cuộc họp báo vào buổi tối được báo tiền phong tường thuật trực tiếp qua Facebook, Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết thêm, công tác xác định danh tính nạn nhân đang được tiến hành hết sức khẩn trương, thận trọng và yêu cầu phải cần chính xác và chặt chẽ nhằm thực hiện các biện pháp bảo hộ cho công dân. Danh tính các nạn nhân sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất. Ông nói. Và đến thời điểm này thì đã có 35 gia đình ở các tỉnh miền Trung là sẽ vĩnh viễn mất đi người thân của mình và không bao giờ gặp lại được nữa thông tin được cho biết thêm. Đây là hình ảnh hoa do người địa phương để lại ở đường đối diện chỗ xe đỗ khi phát hiện 39 xác chết. Đây các bạn nhìn kỹ đây là cái khu công nghiệp tại Anh, nơi mà chiếc xe công container đông lạnh đã dừng và tại đó họ đã phát hiện 39 thi thể đông lạnh và đấy là những cái thanh niên thiếu nữ và ngay cả trẻ em Việt Nam. Đến nay 35 gia đình ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình đã chủ động liên hệ với nhà chức trách hai nước hoặc được nhà chức trách tiếp xúc để trao đổi thông tin về thân nhân của họ, được cho là có thể nằm trong số 39 người thiệt mạng. Tại cuộc họp báo, có sự tham gia của một số đại diện các bộ, ông Mai Tiến Dũng cho hay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo ba tỉnh nêu trên xem xét hỗ trợ trong khả năng của các tỉnh dành cho các gia đình nạn nhân phần nào bù đắp nỗi thương đau cho họ, theo video truyền hình trực tiếp của báo Tiền Phong đã đăng. Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Việt Nam cũng nhân dịp này khẳng định Việt Nam luôn luôn lên án mạnh mẽ những tội phạm buôn người, di cư bất hợp pháp như thế này. Thì rất rõ ràng là ông Bộ trưởng uh, Mai Tiến Dũng đã nói rằng đây là hành động buôn người. Thế nhưng uh, ông giám đốc công an của Nghệ An thì lại nói đây chỉ là hành động người ta trốn đi mà thôi. Và cái địa bàn mà đã rất nhiều người định ra đi đó chính là Nghệ An thì cái người chịu trách nhiệm cuối cùng và cũng là cái lớn nhất là có lẽ là ông giám đốc công an của tỉnh Nghệ An đã để xảy ra cái tình trạng như vậy. Báo chí trong nước và quốc tế đã đăng tải rầm rộ các góc khuất của tình trạng buôn người tại Việt Nam, điều này có lẽ đã làm cho Đảng và Chính phủ Việt Nam rất khó chịu vì bị vạch mặt thật của mình ra trước thế giới với thể chế chủ nghĩa xã hội không tưởng và điều đó đã đem lại đau thương cho người dân của nước này. ở đây là hình ảnh các bạn có thể thấy những hình ảnh báo chí Việt Nam đưa tin về vụ 39 thanh niên thiếu nữ và cả trẻ em đã chết trong container đông lạnh khi trốn sang Anh. Thảm kịch xảy ra với 39 người Việt Nam thu hút sự quan tâm của công luận và báo chí cả nước và quốc tế trong gần 2 tuần qua. Với nhiều bài mổ xẻ lý do vì sao có nhiều người Việt Nam muốn di cư ra nước ngoài, cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp nhằm đổi đời. Một quan chức quản lý báo chí Việt Nam đã đưa ra những chỉ đạo về việc báo chí trong nước cần đưa tin như thế nào về vụ việc bi thảm này tại cuộc họp báo ngày 5 tháng 11 và Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã đưa ra yêu cầu báo chí trong nước không làm nóng vấn đề 39 xác người Việt Nam chết tại Anh. Đây là hình, hình thức định hướng rất rõ ràng và như vậy trong thời gian tới những người dân 90 triệu người dân Việt Nam có lẽ sẽ được tiếp cận ít hơn những thông tin về cái vụ tai nạn đau thương này. Đây là hình ảnh họp báo chính phủ ngày hôm 5 tháng 11 năm 2019 tại Hà Nội. Theo video truyền hình trực tiếp của báo Tiền Phong, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu như sau. Tôi đề nghị các đồng chí là báo chí khi nào có thông tin chính thức xem là danh tính của người Việt Nam là bao nhiêu, cách thức thế nào. Sáng nay ngày 5 tháng 11, họp giao ban với báo chí, bọn tôi cũng đã định hướng cho các lãnh đạo, các tổng biên tập rồi là báo chí cũng không nên làm nóng vấn đề này. Nó còn liên quan đến nếu không sẽ bị mở rộng, đưa lên thành vấn đề nhân quyền thế nọ thế kia, Thứ hai là báo chí cũng hạn chế tiếp xúc với các gia đình nạn nhân vì người ta đau khổ lắm rồi. và đây là lời của ông Thứ trưởng của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã nói trong cái cuộc họp báo ngày 5 tháng 11 vừa qua. Và với điều này thì rất là đặc biệt bởi vì uh, như các bạn đã biết ở Việt Nam thì báo chí không có báo chí tự do mà chỉ có những báo chí uh, nhà nước với hơn 800 cơ quan báo đài và nhiều những bản tin mà người dân cần được biết và rất quan trọng, rất nghiêm trọng đã xảy ra nhưng báo chí trong nước đã không chịu đưa tin và họ chỉ còn cách là xem những thông tin truyền thông của những đài quốc tế như Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, FA uh, hoặc FI của Pháp hoặc là uh, BBC của London hoặc Thời báo DE và một số trang báo độc lập khác. Còn Bộ Công an Việt Nam thì cũng yêu cầu báo chí không làm phức tạp tình hình. Đây là thông tin mới thêm. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm trả lời báo chí bên hành lang của Quốc hội Việt Nam, Việt Nam hôm ngày 4 tháng 11 vừa qua. Một ngày trước đó trả lời báo chí bên lề của cuộc họp Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Đại tướng Tô Lâm đề nghị báo chí không đưa tin về vụ 39 người thiệt mạng ở Anh theo những cách thức làm phức tạp tình hình. Trang thông tin của chính phủ cho biết, công an các địa phương đã khởi tố một số đối tượng và đang truy tìm các đối tượng liên quan để xử lý đến cùng vụ việc. Đây là hình ảnh của ông Đại tướng Tô Lâm. Tất nhiên, ông Tô Lâm hiện nay vẫn cứ vẫn vướng vào cái vụ án đại án rất nặng ở Đức đó là vụ bắt cóc ông Trịnh Nhân Thanh và cho đến nay vẫn chưa xong và bên Slovakia vẫn đang điều tra ông Tô Lâm về vụ việc đó. Thì có lẽ đây là cũng là hậu quả của những cái hành động không đúng đắn của các cán bộ Việt Nam khi ra nước ngoài và đặc biệt là từ quan chức cấp cao như Tô Lâm cho đến những cái đường dây buôn người và những cái quan chức nhỏ hơn tất cả đều vì một cái món lợi nào đó mà quên đi cái quyền lợi đất nước. Và cũng thời điểm này điều tra tại Anh thì cho thấy đứng đằng sau vụ 39 người Việt Nam bị chết tại Anh là băng đảng nổi dậy bán vũ trang khét tiếng. Và điều này rất nghiêm trọng vì khi đã liên quan đến vấn đề những cái tổ chức nổi dậy và họ có sẵn vũ khí và sẵn sàng hành động một cách rất mạnh dã man và chuyên nghiệp để biết đầu mối và tấn công những mục tiêu mà nó định ra thì đây là cái điều mà không phải chỉ buôn người mà liên quan đến vấn đề tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia rất tàng nề và đây là hình ảnh mà chúng ta có thể thấy báo chí quốc tế cũng như một số báo trong nước bắt đầu đăng là bị buôn bị bọn buôn người săn lùng cặp nghi phạm vụ 39 thi thể không dám đầu thú nguồn thạo tin quả quyết hai nghi phạm cảnh uh, cảnh sát ở Essex Anh đã bị truy nã thẩm vấn về cái chết của 39 người nhập cư trong thùng xe tải tháng trước đang chạy trốn những kẻ cầm đầu đường dây buôn người Thế như vậy là hiện nay chính cái băng đảng buôn người đang truy tụ truy lùng hai người này bởi vì là nhân chứng rất quan trọng và có bây giờ họ sợ những cái kẻ đó hơn là cảnh sát Anh một nguồn thạo tin tiết lộ với báo Telegraph rằng những kẻ cầm đầu một băng đảng tình nghi có liên quan đến việc đưa lậu người nhập lậu nhập cư trái phép nói trên đã tìm cách chặn bắt anh em nhà Hogus trước khi họ ra đầu thú ở cảnh sát Bắc Ireland. Theo các nguồn thạo tin, những thành viên cấp cao của băng đảng buôn người rất bạo lực và có liên kết với các lực lượng bán vũ trang nổi dậy. Thì như vậy là rõ ràng là bây giờ cái đường đường dây buôn người của Việt Nam từ Nghệ An từ Hà Tĩnh từ những cái tỉnh miền Trung uh, thì đã liên quan đến cả những cái tổ chức nổi dậy bán vũ trang này thì đây là một loại tội phạm rất mới và rất nguy hiểm trong thời gian tới Cảnh sát và an ninh tình báo Anh và các nước Châu Âu đang tung lực lượng khẩn trương điều tra bóc gỡ các đường dây buôn người từ Việt Nam và các nước khác vào Châu Âu và điều đó các bạn cũng đã chứng kiến trong thời gian vừa qua tại Châu Âu liên tục bắt và tìm được ra những cái người Việt Nam trốn trong chiếc xe hoặc là những cái tổ chức đưa người vào châu Âu khác. Và có lẽ trong thời gian tới tình hình trong cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu sẽ thêm căng thẳng vì có hoạt động kiểm tra đột ngột vào các mặt đời sống cũng như kinh doanh của người Việt Nam tại đây. Nếu Đảng Cộng sản và chính phủ Việt Nam muốn làm cho trên 90 triệu công dân của mình đỡ khốn khổ thì hãy từ bỏ xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vì điều đó không hề có trong thực tế. Người Việt Nam sẽ tự chọn cho mình con đường tốt đẹp nhất để được như công dân của những nước dân chủ và tự do phương Tây đang hưởng thụ. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay thứ tư ngày 6 tháng 11 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận và chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ các bạn những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần sau trung khoa từ berlin cộng hòa yên đức